xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về núi Khỉ Ghi Ba. Mời các bạn cùng xem nha. Cứ từ từ thôi, cầm cái bịch cao lên là được. Đó. Chiều hôm nay như áp thấp cho nên là trời u ám, tối thui. Có gia đình của bé heo bi. Bé heo bi nha, nên cho khỉ ăn nha các bạn. Rồi cho lớn đó trước mặt luôn. Thường thì chiều giờ này là mấy anh đói bụng, mà mấy anh ăn một chập này là mấy anh đi ngủ luôn đó nha. Ăn xong chập này no là mọi người ta đều đi về và anh cũng lên rừng anh ngủ luôn. Đó, cứ cho từ từ đi, cho từ từ đi. Đúng rồi, đó, hai mẹ con đây nữa nè. À. Bé heo bi lên núi cho khỉ ăn mà không thấy bé heo bi cho khỉ ăn, thấy mẹ bé heo bi cho ăn không à. cho nữa có sao đâu, cho nữa có sao đâu, không cho được, bây giờ muốn cho cũng không cho được nữa rồi. Bởi vậy mới nói khi nào có cơ hội cho là cho ngay, đừng suy nghĩ, cơ hội sẽ trôi qua. Em gái anh chụp mà em quay cái mặt qua bên đây để em chụp cho nên em quay cho. Không sao, ý anh muốn nói là em cứ qua chụp nhưng mà em quay cái mặt qua bên đây để anh quay luôn cho tối lên YouTube coi. Bốn bạn luôn nha. Đó, lên núi khỉ vì ba cho khỉ ăn nè. Tối lên YouTube coi nha. YouTube coi lại gì? Núi khỉ vì ba. Có mạng hả? Ở trên này có wifi đó. Và trên hương. Cứ từ từ mà làm. Con gái. Ghi hình cho nó đẹp. Đúng rồi. Lên YouTube vô showbiz luôn nha. Chánh kiến. Khỉ. Trời hay quá. Chánh kiến. Chánh kiến đúng rồi. Thôi ok. Mạng ở đây càng gần đến nhà kia là càng mạnh. Hay quá. Càng xa cái nhà đó là.
cái này tất cả mấy cái bài này đều là của anh hết. À. Đều là tên của Trần Thái Bình á. Dạ rồi, dạ rồi. Đó, mấy bài mình đăng mấy chục bài trên đó luôn. Dạ rồi. Nhưng tối nay về là mình coi cái bài mới nhất. Dạ rồi. Bài mà đang thắt. Đúng rồi. Bây giờ mình vừa quay YouTube mà vừa quảng cáo kênh luôn nha các bạn. Đúng rồi. Đây là hội bà mẹ và trẻ em nha. Không thấy con đực nào, con mà bà mẹ với lại con nít không à. À, bên đây một bụng còn bên kia là đó đu đeo quá trời luôn. Chiều mấy anh đói bụng mấy anh tủa ra mấy anh ăn á. Đúng rồi, quay cái mặt qua, quay mặt đừng có quay cái lưng qua. Ai... có thiếu nợ không mà nắm quần vậy, có thiếu nợ nó không? À, thằng đó hả, thằng đó là thằng đực, nó mập vậy á. Ừ. Nhìn ăn á. Tiếp tục ngồi xuống luôn, ngồi xuống luôn, ngồi xuống luôn. Đấy, vậy dễ thương đó. Đúng rồi. Ok. Quay qua đây, đây có một di đồng nha. Đó. Cân chưa, nhỏ xíu luôn. Bé nhỏ vô cùng luôn, vũ dây, vũ dây. Cứ nhẹ nhàng. Đó. Không sao, cứ nhẹ nhàng. Không sao, nó không làm gì mình đâu. Rồi, nó lục quá, nó coi coi còn gì chổng không. Ê, chơi kỳ vậy cu. Đực luôn. Chính xác, anh ấy là đực rửa. Ừ. Rồi thôi, đứng dậy đi. Bán hàng. Vậy là thiếu nợ nó rồi. Trời ơi, tuổi thân luôn. Thank you.
cạnh là anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái vàng, cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để giờ chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến bà mà anh lại thấy thật buồn. Là do em muốn có chính em, khiến chàng trai đổi thay không còn như trước kia. Tình yêu đã dần anh vui, thế là bây giờ. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào. Anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy từng viên trên đường, giữa xóa sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược mạnh như lan trường, như là anh có tính hay ngại.